Alo, rồi, thôi xin chào các bạn ha. Ở video tiếp theo này mình sẽ làm tiếp tục cái video ở trước đó ha. Ở video trước đó mình mới có viết câu tư vấn để tính cái vụ mà chi phí thuốc với lại chi phí sử dụng dịch vụ hả. Thì hôm nay mình bắt tay vô làm với Bull ha. Rồi, thì ở đây Phong đã làm sẵn rồi ha. Vì tránh cái việc mất thời gian dài á, nên là Phong làm trước. Thì các bạn thông cảm ha. Rồi Phong sẽ nói lại một số cái phần ở lớp 4 nè. Rồi mình các bạn nhớ mình có bốn cái bảng chiều đó. Thì đây là bốn cái hàng để load dữ liệu vào bảng chiều. Mình có loại đơn vị ngày, quận, cơ sở y tế nè các bạn. Đó, thì cái loại đơn vị cái quận và cơ sở y tế nó rất là giống nhau. Nó giống nhau ở chỗ là mình chỉ chọn cái nguồn. Đó, mình chọn cái nguồn, sau đó là mình chọn cái đích. Mình chọn cái đích xong rồi mình sẽ dùng cái tool là select value đó các bạn. Rồi mình map cái dữ liệu với nhau, mình đổ vào là xong ha. Đó, thì nó khác ở cái ngày các bạn. Cái ngày các bạn phải tách ra thành ba trường, gồm có trường Minh này, trường Di và trường trường Quý. Đó, thì cái này ở lớp 4 mình đã hướng dẫn các bạn rồi ha. Các bạn có thể xem lại lớp 4 một chút là các bạn sẽ hiểu chi tiết cái vụ mà vụ đó ha. Đó, để đang cũng mát pin từng cái rồi bỏ vào. Vậy là mình nói xong cái phần bảng chiều ha các bạn ha. Đó, rồi tiếp theo mình sẽ nói đến cái phần mà tính chi phí dịch vụ nè, tính chi phí thuốc nè. Lần trước mình đã viết cái câu tư vấn rồi, thì hôm nay mình sẽ chỉ các bạn sử dụng nó ha. Bạn đợi một chút ha. Đó, thì lần trước mình đã viết câu lệnh FVD rồi ha. Thì hôm nay mình sẽ copy nó bỏ vào cái thư mục mà bỏ vào cái thằng cái bộ input này. Đó, thì tức nó sẽ tính cho mình. Nó tính gồm có nói chung là hôm bữa mình viết như thế nào, mình cóp là mình bắt y chang đây ha, mình sẽ cho các bạn xem kết quả ha. Đó, y chang như cái bảng thấy bộ resource lần trước ha, nó gồm có 5 15 hàng rồi. Đó, nó sẽ lọc ra ngày rồi mã cơ sở, mã sẽ bảo hiểm y tế, rồi tính ra được mình chi phí dịch vụ. Cái thằng nào sử dụng dịch vụ thì nó sẽ tính, còn thằng nào không sử dụng dịch vụ á, thì nó sẽ ra để số 0 ha. Rồi nó ra cái cột số lượng ha. Rồi tương tự như vậy mình sẽ tính luôn cho cái thằng chi phí thuốc ha, hai cái y chang nhau mình sẽ bỏ vào. Rồi cho các bạn xem luôn, đây gồm 15 hàng. Những thằng nào mà xài chi phí thuốc thì nó sẽ tính vào, còn không xài thì nó không tính ha. Đó, thì sau khi có hàng này làm tiếp như ở bài trước mình nói đó, là mình sẽ join hàng này lại. Rồi tiếp tục mình còn cái công cụ join thì mình cứ bỏ thằng join bỏ vào. Thì ở đây mình join là mình join theo thằng ngày ha các bạn ha. Đây join theo ngày, chọn hàng trước phí dịch vụ và phí thuốc, sau đó chọn inner join ha. Các bạn nhớ ha, đây là inner join ha, inner join theo ngày để nó tìm những cái ngày chung các bạn ha. Rồi mình sẽ cho các bạn xem luôn cái kết quả để các bạn dễ nhận biết nè. Đây đầu tiên là chi phí dịch vụ nè, nó sẽ tính ra được bảng chi phí nè, rồi bảng chi phí thuốc nè. Đó, sau khi mình join nó lại nè, đó nó gồm có 15 hàng nè, tính theo ngày nè. Đó, đầu tiên là các bạn có thấy là những hàng này nó nằm rời rạc nhau không? Khi mà các bạn join theo ngày á, các bạn sẽ được cái bảng như thế này, có nghĩa là thằng thẻ bảo hiểm này ở cái cơ sở y tế này thì nó vừa xài dịch vụ mà vừa xài thuốc luôn nè. Đó, có một số thằng là nó chỉ xài thuốc mà nó không xài dịch vụ nè. Đó, còn có những thằng nó không xài thuốc không xài dịch vụ luôn, nó cũng liệt kê ở đây ha. Đó, thì ở bảng đợt tháng có bao nhiêu thằng nó sẽ liệt kê hết vào đây. Rồi thì ở cái bảng zone này lại, zone hàng này lại, mình sẽ được cái gì rồi. Vậy nhiệm vụ của mình bây giờ là thiếu cái gì nữa? Có phải là mình thiếu cái quận nè, mình thiếu cái mã cơ sở y tế nè, mình thiếu loại đơn vị nè. Đó, thì có phải là mình cần phải join cái thằng nguồn ở trên không? Các bạn nhớ không? Mình join cái thằng nguồn. Đây mình sẽ cho các bạn xem thằng nguồn ha. Thì mình cần phải join với lại cái database nguồn số 1 đó. À, đợi lâu quá, đợi chút ha. Lỡ cái nét thôi. Đó, thì cái bảng sau khi join nó sẽ là bảng có dạng như thế này ha. Đây, nó gồm có mã loại đơn vị, mã quận, mã cơ sở y tế, thì mình lấy những cái trường mà cái thằng phát á nó cần. Đó, thì sau khi mình join hai thằng này lại á, đây là cái bảng join đó, nó join cái thằng lúc trước này, cái thằng đã join phí dịch vụ và phí thuốc lại này, rồi nó sẽ join với cái thằng mã quận này, thì cuối cùng mình sẽ được một cái bảng thiệt là dài ha.
thì nó sẽ bao gồm luôn mã sở y tế, mã quận và mã loại đơn vị ha. Vì cái cột mã quận này là do đề bài người ta cho, do cái data ban nguồn người ta cho là luôn, cho nên nó sẽ là luôn thôi. Ở đây không quan tâm đến mã này ha. Rồi tiếp theo các bạn thấy nè, ở đây các bạn xem nó có bị trùng không ha. Ở đây dữ liệu không bị trùng, cho nên là cái tool sort row này mình làm là để tránh cái trường hợp trùng ha. Mà nếu không trùng thì nó sẽ làm cái bước là lọc, nó sẽ sắp xếp chứ. Ừ, nó sẽ sắp xếp lại cho nó. Mục đích làm sắp xếp này là để mình dò trong cái bảng ngày đó các bạn. Mình dùng cái tool mình sắp xếp này nè để phong test xem là nó có đúng hay không đó. Cho nên là không có dùng cái sọt này ha. Thì các bạn có thể bỏ cái sọt này cũng được ha. Sau đó khi mà mình xem nè, cái bảng phát của mình nó còn thiếu một cái trường, đó chính là cái trường là tổng số lượt khám. Vậy để tính được cái thằng tổng số lượt khám này á, thì mình còn đến cái vụ mà group by. Group by theo cái gì ha? Thì mình tính tổng số lượt khám là theo cái gì? Có phải là mình mở cái đề cho bạn xem ha. Tổng số lượt khám là mình sẽ tính dựa trên cái thằng mình tính theo cơ sở y tế nè, rồi tính theo quận, theo loại đơn vị đó. Thì mình sẽ group by cái đóng nó lại, rồi mình tính tổng số lượt khám ha theo cái mã thẻ y tế đó. Thì cứ bao nhiêu mã thẻ y tế là đại diện cho một người thì tổng số lượt khám trên cái hàng cơ sở y tế đó thì mình sẽ chọn hàng group by đó ha. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái tool group by. Thì tool group by mình cấu hình đầu tiên mình chọn bốn cái thằng khối chính trong bảng phát đó. Rồi tiếp theo là mình tính chi phí dịch vụ. Chi phí dịch vụ có phải mình sẽ tính tổng chi phí dịch vụ của nó không? Thì có phải là đây mình đặt tên cái trường là chi phí dịch vụ, rồi mình chọn cái cột, đó chính là cột chi phí dịch vụ, rồi mình thực hiện tính tổng đó. Thì nếu như mà trong một cơ sở y tế á, thì mình sẽ tính tổng những chi phí dịch vụ tại cơ sở y tế đó ha. Đó rồi thì chi phí cơ sở y tế đó, nó sẽ gắn liền với thẻ bảo hiểm y tế mà đúng không? Thì từ đó mình sẽ lần ra mình tìm được thôi ha, không có gì. Rồi tiếp theo là chi phí thuốc cũng như vậy ha. Rồi số lượt khám, đây mới là cái mình còn tính để mình bỏ vào bảng phát này. Thì số lượt khám á, mình sẽ tính như nãy mình có phân tích á, là mình sẽ tính theo mã thẻ bảo hiểm y tế ha. Đó, mình group by những cái thằng này, rồi những thằng nào đi khám trong ngày đó thì số lượt khám chính là bằng số mã thẻ này ha. Thì mình sẽ dùng cái hàm do tôi này hỗ trợ, chính là hàm number value. Thì hàm này thực chất nó là cái hàm count sao trong Excel của mình ha. Đó rồi ok ha. Rồi tiếp theo là mình đã có đầy đủ dữ liệu rồi nè. Đó, gồm số lượt khám, chi phí thuốc, chi phí dịch vụ nè, mình có đầy đủ hết rồi. Thì sau khi đó mình sẽ dùng select value ha. Select value cái tool của Bon hỗ trợ, mình đẩy hết dữ liệu này vào bảng phát đó, thông qua cái hàm edit nó nè, thông qua cái nút lệnh nè. Đó, mình mark nó qua ok hết rồi. Thì như vậy là mình đã đổ được dữ liệu vào bảng phát ha. Đó thì chung quy lại thì ý tưởng bài này là đầu tiên là mình tính chi phí dịch vụ ra, tính chi phí thuốc ra, do nó lại theo thằng mã bảo hiểm y tế đó. Rồi sau khi có mã bảo hiểm y tế rồi, mình thiếu cái gì? Có phải là mình thiếu cơ sở y tế này, thiếu quận nè, thiếu mấy cái bảng chiều đó đó. Sau đó thì mình sẽ join nó lại để mình lấy được. Khi mà lấy được rồi á thì các bạn có thể sọt lại cho dễ xem, hoặc không để đó thì join nó lại, mình vẫn còn thiếu một trường, đó chính là trường tổng số lượt khám. Thì mình sẽ nhờ ngay đến cái tool group by ha. Thì nhờ vào cái tool đó mình sẽ tính được tổng số lượt khám dựa trên mã thẻ bảo hiểm y tế, group by những cái mã quận, rồi mã loại đơn vị ha. Rồi mình sẽ đổi nó vào dữ liệu của bản phát. Như vậy là mình sẽ hoàn thành được yêu cầu của lớp 5 ha. Rồi thì mình cũng chúc cho các bạn hoàn thành được lớp 5 này ha. Chúc cho các bạn ngày mai báo cáo được tốt đẹp ha. Rồi.